Vừa qua tại Hà Nội, Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp Việt Nam VIM đã tổ chức lễ kỷ niệm 25 năm ngày thành lập và phát triển. Trải qua 25 năm với nhiều khó khăn, nhưng VIM luôn duy trì tăng trưởng hàng năm từ 10 đến 20%. Với tổng số vốn được giao năm 1995 chỉ 210 tỷ đồng, đến nay VIM đã tích lũy giá trị doanh nghiệp là 13.300 tỷ đồng, đảm bảo công ăn việc làm cho gần 20.000 lao động và là một trong những tổng công ty luôn đi đầu trong việc nộp thuế và các khoản thu ngân sách theo quy định. Trong các ngành nghề chính lâu nay, VIM luôn xác định ngành cơ khí phục vụ nông nghiệp vừa là nhiệm vụ vừa là sứ mệnh của mình. Các sản phẩm máy nông nghiệp như động cơ diesel, máy xay sát lúa gạo, máy bơm nước, máy canh tác, máy kéo v.v. được nông dân cả nước tin dùng từ nhiều năm nay và hiện đang được xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới. Với sự cố gắng của VIM và nhiều công ty thành viên đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý như danh hiệu anh hùng cho tập thể và cá nhân, huân chương lao động, huân chương độc lập, cờ thi đua của chính phủ và của Bộ Công Thương v.v. Hiện nay, VIM đang tập trung cổ phần hóa, phấn đấu hoàn thành mục tiêu trong năm nay sẽ chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần.